Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng các bạn đã một lần nữa quay trở lại với channel của Tuấn HC. Hôm nay thì mình sẽ trả lời cho cái câu hỏi mà rất nhiều những bạn đã thắc mắc mình trong những cái ngày gần đây. Mọi người có hỏi mình xung quanh cái câu hỏi đó chính là: anh ơi, liệu rằng trong cái bản update sắp tới đây thì khẩu súng G36C trong cái map Vikendi có được update hay không? Thì nói đến khẩu súng G36C thì mình cũng nói qua một chút về cái sự khác biệt giữa bản Trung Quốc và bản Global. Có nghĩa là mình thấy đây cũng là một cái sự rất là kiểu nó bất hợp lý anh em ạ. Bởi vì là mình nghĩ là so với hai cái phiên bản PUBG Mobile ấy, thì có lẽ ra nó chỉ gọi là chậm nhau khoảng độ tầm từ, mình nghĩ là không phải từ đâu mà có lẽ nó chỉ lên chậm khoảng gọi là một phiên bản với nhau, thế là đã gọi là quá đáng lắm rồi. Nhưng mà với PUBG Mobile thì hai cái phiên bản giữa PUBG Mobile Trung Quốc và PUBG Mobile Global ấy, tức là quốc tế đấy, thì nó chậm, nó cách xa nhau khoảng độ tầm mấy phiên bản lận. Và điều đó là cái điều mà mình cảm thấy nó rất là vô lý, và nó có một cái thứ gì đó nó khiến cho mình cảm thấy nó hay lấn cấn anh em ạ. Và những cái sự kiện giống như kiểu Tết Tùng này, bản Global của chúng ta gần như là không có. Vì vậy là nó cũng mất đi một chút những cái bản sắc riêng. Ok, còn trong cái bản update tới đây của Global ấy, thì mình được biết theo một số những cái thông tin đã đăng tải ở trên trang chủ của PUBG Mobile, thì mình không thấy có một cái mục nào gọi là thêm những khẩu súng mới như là khẩu súng G36C cả. Cho nên mình nghĩ là G36C trong cái phiên bản sắp tới sẽ không có đâu. Và hôm nay thì mình sẽ đi tìm khẩu G36C ở bên phiên bản PUBG Trung Quốc, và mình sẽ cho anh em thấy được là bên phiên bản Trung Quốc này thì G36C nó đã được gọi là không chỉ xuất hiện mà bây giờ nó đã được gọi là thay đổi rồi. Nó đã chính thức là nó đã bị fix rồi. Fix một phần đó chính là âm thanh anh em nhé. Những anh em nào mà có gọi là niềm đam mê với những khẩu súng mà phát ra những cái âm thanh đanh thép thì G36C cái lúc mà nó mới ra mắt, trời ơi, thấy cửa mở là thấy nghi rồi. Ấy thì cái lúc mà G36C nó ra mắt ấy thì mình không thích cái khẩu súng đấy ở bất cứ điểm nào, ngoại trừ là em nó to mồm thôi. Có nghĩa là em G36C phiên bản đầu tiên khi nó ra mắt ở trên PC cũng như trên PUBG Mobile ấy thì nó vô cùng to mồm. Và nó cũng rất là, nó không những to mồm mà nó còn đanh thép nữa. Cái tiếng giống như kiểu cái tiếng G36C ở những cái game như game đột kích ấy. Đó, nghe rất là đã tai luôn. Và quả thực là cái âm thanh đấy khiến cho mình cảm thấy rất là mê hoặc. Nhưng mà hôm nay, bây giờ đây, đây G36C đây. Đó, anh em nghe thấy tiếng không? Anh em nghe thấy nó có chán đời không? Vâng, cái âm thanh đanh thép của G36C một thời của mình bây giờ nó đã thành cái thứ âm thanh nghe nó rất là bu xịt. Nghe rất là chán đời luôn. Đó, nhặt lại. Thật sự mà nói thì mình hơi thất vọng với cái bản update lần này, và thất vọng về việc game fix đi cái âm thanh của khẩu súng 36C. Nghe bây giờ nó giống như kiểu nó cụt hứng lắm anh em ạ. Mỗi lần mình sấy cái khẩu súng G36C này, mình cảm thấy gọi là cả một bầu trời thương nhớ người ca vào đâu thì mình không biết. Đó. Sao hôm nay quái lạ nhỉ? Villa mà lại không có người nhỉ? Mỗi hôm mình nhảy xuống đây là đông lắm anh em ạ. Danh mình bên phiên bản Trung Quốc này thì là mình danh kim cương rồi anh em ạ. Kim cương 2. Và mình thấy là kim cương 2 bên phiên bản Trung Quốc này bắn khá là ghê rồi đấy. Bắn dã man luôn. Và bên Trung Quốc thì mình ghét cái kiểu bắn mình ghét cái kiểu bắn ở bên Trung Quốc, đó chính là bắn bên Trung Quốc nó rất là khó chịu anh em ạ. Bắn bên Trung Quốc nó cứ nấp ở trong nhà, nó chờ mình đến, xong nó nói chung là nó ngồi im mà nó không phát hiện, nó không phát ra bất cứ một âm thanh gì cả, nên giống như kiểu gọi là người đàn bà hóa đá. Thế là mỗi lần vào đấy là giống như kiểu mỗi lần mà mình bị chết ở bên phiên bản Trung Quốc này, nó giống như kiểu tim đập 3,16 nhịp ấy. Ui dồi ôi, nó cứ phải gọi là hết hồn con chó sồm.
Có tiếng. Có tiếng. Ừ, nó lại là dễ anh em ạ. À. Dạo gần đây thì anh em xem video clip mình có hay nói đùa với mình là ở dạo gần đây thấy Tuấn HC nghiêng người các kiểu con đà điểu trông chuyên nghiệp vơ lờ, chỉ để làm màu thôi. Nói thật với các ông là cái việc tôi nghiêng người hay không ấy, nó không phải là vấn đề, các ông hiểu không? Tôi thích là tôi nghiêng người, trước kia ấy thì tôi có thể nghiêng người được. Thật sự là nghiêng người đối với tôi nó là một cái phạm trù rất là dễ dàng rồi. Và mình đã làm một cái video clip nghiêng người từ rất là sớm rồi. Khi mà mình mới chơi PUBG, mình đã chỉ cho anh em thấy cái hồi đấy mà nghiêng người nó còn bị delay 1 giây ấy, là mình đã chỉ cho anh em là không nên nghiêng người ở cái gọi là thời gian đó. Sau này thì nó bị fix cái đấy đi thì nghiêng người nó mới hiệu quả hơn. Đó, thì nói thật là mình... tiếng súng đây rồi. Rồi sang góc nhìn thứ nhất, chuẩn bị tấn công luôn. Đó. À, cũng cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã hướng dẫn mình bật cái thay đổi góc nhìn ở bên phiên bản Trung Quốc nhá. Cảm ơn anh em một lần nữa. Thank you so much. Thank you and I love you. Nói thật là có những thứ mà mình không biết, nhưng mà may sao được anh em chỉ cho mình mới biết. Đó. Mở hết cửa rồi này anh em này. Không biết là các bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Khá là nguy hiểm đấy. Xe pháo dừng ở đây các kiểu rồi. Tôi nghĩ là tôi sắp va phải một người nào đó rồi. Hello. À, lại còn bắn gọi à? Bạn gọi thì mình phải đến thôi. Nào, bắn ở đâu vậy? Cứ nhiều kiểu ma anh em ạ. Thi thoảng lại làm tiếng, thi thoảng lại làm một tiếng. Đủ. Trong nhà. Trong nhà. Chạy đi đâu hả con sâu? Đây chắc chắn là con boss thôi anh em ạ. Ui chán thế. Ngỡ tưởng là gặp được gọi là một người chơi, ai ngờ hóa ra chỉ là con bot. Ui có xe. Quay lại đi bạn ơi. Thiên sư. Trên gác có thằng anh em ạ. Từ. Bơm máu đã. Má tí nữa bị nó giết rồi. May mà pha đấy mình chủ động nhảy. Quả đấy là thôi. Lại mồ yên mả đẹp rồi. Đấy tôi đã bảo rồi mà. Mấy thanh niên bên Trung Quốc này chơi điếm thúi lắm. Rồi mình sẽ lên. Này, nấp ở nhà với chúng tôi này. Giết luôn. Được rồi, các bạn cứ bắn nhau đi. Tôi đến với các bạn ngay đây. Bắn nhau hơi bị căng thôi nha. Bắn nhau căng là mình phải đẩy thôi. Xem nào, bắn ở đâu mà ghê gớm vậy. Cho xin một slot bắn với. Tính mình là cứ nghe thì tiếng súng là mình phải sổ ra anh em ạ. Chứ không là các bạn ấy ăn hết kill của mình mất. Nào. Trên cửa sổ kìa. Hú hồn con trồn. Đâu rồi? Lại xe. Lấy đến giờ rồi. Dừng. Dừng sẽ lại lượn tiếp. Có thằng này. Mày đùa tao à? Thế này không được rồi. Nào lượn. Thôi rồi. Hà rồi đấy. Trong nhà này có người, có tiếng này. Trời ơi. Thôi được rồi. Sơi tạm quả nết đi bạn ơi. Ôi, chú cha mạ ơi. Tè. Ok. Còn nghe thấy tiếng gì không? Ui giời, nó lại là dễ anh em ạ. Easy thôi. Lúc nhà với chúng tôi à? Vâng. Bạn đã chính thức là bị bắt. Wow. Bắn UMP là gắt này. Đây rồi. Úi trời ơi. Đông thế. Thôi rồi, chúng nó bị bắn và chúng nó chạy luôn rồi anh em ạ. Ui có cái X8 luôn này. Lắp luôn. Ok luôn. Nào, soi một chút đã.
mình đang gọi là máu muốn đẩy lên lắm rồi đấy, nhưng mà cẩn thận tí, quên mất cái lỗ này không nhảy được. Cái lỗ này lỗ vuông chỉ dành cho chó thôi, mình không nhảy qua cái lỗ đấy được. Á đủ súng gì vậy? Ốp à? Ốp hay M24 ra? Nghe phớt phớt qua không để ý. Trời ơi, nếu mà ốp hay M24 thì cũng nộp hết ra đây. Ốp. Ôi trời ơi, bạn áo vàng ơi. Ai. Trời ơi, mày mất giáp rồi, má. Bao lâu mới kiếm được cái giáp còn mấy điểm mà cũng bắn lốt, sợ thật. Quá đáng. Quá đáng quá thể VL. Ồ, cái thanh niên mình nấp đâu rồi? À, nấp dưới này à? Con hàng này láo với chúng tôi à? Thôi bỏ. Quấn làm cái gì? Có tiếng trên lại có cả tiếng dưới anh em ạ. Qua đây. Có người chết rồi, có bị... À, ở đây. Với lại là dễ này. Thanh niên mặc áo phao này. Dễ quá. Ôi ờ. Oh my god. Còn ai không? Hết chưa? Ui dễ quá anh em ạ. Nào, để xem các bạn này, các bạn có giáp không nào? Cho mình xin cái giáp bạn ơi. Ui dồi ôi, lại giáp còn mấy điểm thế này. Mấy ông này mình thấy hơi quá tay một tí anh em ạ. Toàn bung hết giáp rồi. Nào, thí chủ có giáp không? Lại có tiếng xe. Đừng nói với tôi là lại cái tiếng xe của cái thằng quần què. Từ nãy giờ cứ lượn phượn ở quanh cái khu vực này nhá. Thề luôn, cái thằng đấy nó rảnh vãi nồi ạ. Như kiểu nó trêu ngươi mình ấy. Ui. À, vừa nãy giờ là tiếng M24 anh em ạ. Thế nào? Đấy, mình cứ đang thắc mắc là không biết là M24 hay là cái súng quần què gì. Hóa ra là M24. Ok, hạ xuống X3 luôn. Lấy cái X6 hạ xuống X3 bắn cho nó ngầu. Đổi góc nhìn thứ nhất. À quên, đổi góc nhìn thứ ba. Đi xe cho nó bớt gọi là bị chóng mặt anh em ạ. Đi góc nhìn thứ nhất. Đúng là đi góc nhìn thứ nhất này. Đó, đi xe nó rất là chóng mặt luôn. Nhưng mà lúc công thủ thì nó dễ. Đó, như công nhà này để góc nhìn này công cực kỳ sướng luôn. Vâng. Cái tội của bạn đó chính là để lộ tiếng. Ui, ngu người chấm info. Đây rồi. Đi tìm ai đây? Trời ơi, người mà bạn tìm bây giờ đã chết rồi. Ồ, có cái giáp mới nguyên này anh em ơi. Quá thơm. Trời ơi, cố gắng bỏ đi đâu. 10 mạng rồi. Đấy, vu vơ gọi là đẩy vớ va vớ vẩn mấy cái nhà gọi là lẻ tẻ. Ăn mấy cái mạng cũng lẻ tẻ nốt. Lên 10 kill ngay. Cứ phải đi săn anh em ạ. Còn còn nhiều bạn hỏi mình là tại vì sao anh săn người thì có nhiều người mà em săn thì không có nhiều người. Bởi vì em săn nó không quyết liệt, em hiểu không? Anh săn, anh đánh xe, anh vào những khu gọi là... Anh em phải hiểu ấy, trong cái bản đồ các bạn ấy, các bạn tìm những khu vực nào nó đông người ấy. Để không phải cứ đi ngang giữa đường là kiếm được người đâu, không có. Phải vòng qua, tạt cánh đánh đầu các khu vực có nhà đấy, đó. Và cái điều quan trọng nhất là vẫn là phải để ý. Chính là cái để ý ấy, nó mới giúp anh em gọi là phát hiện được địch như là... tai cũng phải tốt nữa, nó bắn thì cũng phải nghe thấy. Chứ đừng gọi là chú tâm vào cái hiện trên bản đồ, nhiều lúc nó không hiện trên bản đồ đâu. Với lại đi xe các bạn cũng sẽ mất nhiều cái tầm nhìn ấy. Nhiều lúc cũng có thể bỏ qua một số những cái mục tiêu. Đó cũng chính là cái lý do mà tại vì sao anh em cứ lục về những cái video clip cách đây khoảng độ tầm 3-4 tháng ấy. Mình không muốn đi xe ấy, bởi vì là đi xe nó dễ bỏ qua mục tiêu. Và thật sự là chơi những cái map như thế này này,
điều hiển nhiên là khi các bạn đi xe và tìm người ấy, có đôi khi các bạn sẽ đi qua những cái mục tiêu nó đang di chuyển và bạn không để ý. Đó, này như nghe cái tiếng là phải bu liền. Đó, nhất là những cái chỗ mình thả thính thả thủng là các bạn cứ phải gọi là bu đến thì đảm bảo đấy, bắn nhau nó âm này. Đấy. Bắn nhau như thế này mà không kiếm được mạng nữa thì thôi. Cứ chặt đầu tôi đi. Nào. Bây giờ lướt qua. Lướt qua xem có người hay không nào. Ui dồi ôi, bắn nhau đã đời luôn đó. Các bạn nghe tiếng súng các bạn có thấy sướng không? Riêng mình cứ nghe thì tiếng súng là mình sướng, là mình phải bu đến ngay. Á, à, đủ con chuột chủ. Ui đông. Khá đông anh em ạ. Khá đông. Mình chỉ cần hạ 1-2 người thôi là mình công luôn. Ui đông thế. Đông thế, 1 người. Đông thế, 2 người. Ui hợp lý. Công thôi. Nào. Cơ hội đây rồi. Vào. Bây giờ không công thì bao giờ công nữa. Công. Sơ là đã có 3 thanh niên rồi. Có thể là còn nguyên team cho nên là mình cứ phải đề phòng. Quả bom nổ đáp ra ở tầm này có thể gây sát thương, hoặc là nếu nó không gây sát thương thì nó cũng khiến cho địch bị gọi là điếc tạm thời anh em ạ. Đó, anh em cứ ném thật nhiều nết vào cho địch điếc luôn. Thêm trái lửa nữa này. Đó. Nào, có người không? À, bắn à. Được rồi. Ô, đây rồi. Nhảy ra này. Đầu này. Ui dồi ôi, dễ quá. Vòng ra đằng sau tiếp này. Chơi bạn luôn. Nào, có vòng ra không? Đâu rồi? À, vẫn cứu nhau trong nhà vệ sinh. Xong. Ôi, xong. Chết outside play zone luôn ạ. Trời ơi. Vâng. Tình cảm đồng đội rất tốt nhưng mà mình rất tiếc. Đây cũng là một cái vòng bo nó gần cuối cùng rồi. Trong khi đó thì đang bị mình sấy cũng khá đau nữa. Nào, tiếng silent ở trên này. Khá nguy hiểm đấy. Vòng bo thì cũng ở khá gần rồi. Nào để xem là bắn ở trên đấy thì liệu rằng nghe thấy mình bắn nhau ầm ầm ở đây thì liệu rằng bạn có đẩy tới không nhỉ? Có thể lắm chứ. Đây rồi. Đây rồi, một viên. Chạy đi đâu. Thôi rồi, tạm tha cho bạn. Tớ vào bo trước đã. Mà không, chúng ta không thể tha được. Chúng ta phải quay lại, tìm và giết. Đó, đi là như này thôi. Đó. Sao? Đâu rồi? Đây rồi, nó lại là dễ anh em ạ. Mình định tha cho bạn này rồi nhưng mà mình nghĩ lại à. Mình sợ là ở đâu đó trong cái vòng bo kia cũng có một người đang đợi bạn ấy. Nên là thôi, mình ra tay làm phúc đi, không tí nữa bạn ấy mất công bạn chạy bo xong tí nữa lại chết. Có vẻ là khổ bạn ấy không? Đó, mình tính mình là thương người lắm anh em ạ. Ô, có tiếng. Hoang mang sờ tay. Vâng. Người điếc chơi game. Có thể là chưa nghe tiếng xe đang rình cục thính anh em ạ. Đang bị cục thính nó làm mờ mắt. Trời ơi, đã bảo rồi. Cái cục đấy không phải cục aerob đâu, đấy là cục thính. Cục thính đấy thối lắm. Đấy phải gọi là cục bả mới đúng. Ồ mà sao trận này không thấy cái bánh trưng nào được bắn lên nhỉ? Nghe vẻ như trận này ở cái map Vikendi này không có flare gun. Cho nên chả thấy cái bánh trưng nào bắn lên cả. Hơi buồn tí anh em nhỉ. Giá kể nó có chút gọi là bánh trưng bánh chiếp thì nó cũng zoom hơn rất là nhiều. Anh em bắn nhau cũng tập trung hơn. Trận đấu nó sẽ kết thúc nhanh hơn. Rất nhiều anh em có bảo tại sao mình cứ thích chơi Mass and Hope. Bởi vì Mass and Hope nó đông. Anh em hiểu không? Map nó bé.
đang gọi là Tom and Jerry với cái thanh niên ở hòn đá, tự nhiên ra thấy bạn ấy khói xanh, xong bị bắn từ các hướng, sợ quá. Thôi kiếm cái hướng khác bắn thôi, hướng này không ổn rồi. À, hết hồn luôn à, nhìn quả khói xanh hú hồn con trồn đấy. Nào, nghe vẻ cái góc này là đẹp đấy anh em ạ. Đẹp 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 đẹp. Không có người đâu. Ú đà đà. Vẫn đang bắn nhau à? Thôi đấy, trận này, riêng trận này tớ hiền. Tớ cho các bạn bắn chết nhau hết đi. Rồi tí nữa tớ lên tớ gọi là ngươm đắc lợi giết thanh niên cuối cùng thôi. Đấy, còn các bạn cứ bắn nhau thoải mái đi. Tớ cho phép. Còn 3 người nữa cơ. Cứ bắn nhau chết 1-2 người nữa đi. Rồi tí nữa tôi ra tôi hốt. Hốt top 1. Đây rồi, ui bắn chết luôn kìa. Rồi cơ hội. Mình nghĩ hai thằng cuối cùng này, hai thằng cùng team rồi, chắc chắn luôn đấy. Cứ coi như thế đi, để gọi là tăng cái khả năng đề phòng, đề kháng. Nó vừa bắn ở đầu kia, tức là mình sẽ chạy vòng một tầm này thì nó sẽ là hợp lý. Hợp lý luôn đấy anh em ạ. Ồ, có mấy cái lều này. Ồ, mấy cái lều này góc bánh áp ngon luôn đấy. Ồ, mấy cái lều đẹp quá. Đấy, trốn trong lều. Úi trời ơi, có mà rời thấu. Én. Trời ơi, à đây rồi. Đây rồi. Ôi, má ơi. Máu tóe kìa. Anh em nhìn pha đấy máu nó tóe không? Trời ơi, máu té phát khiếp luôn mà không chết. Cái gì đây? Hả? À, cái gì? Who are you? You định bò đi đâu hả you ơi? You đi chết đi. Lại bắn. Rồi, như vậy là 1-1. Nào, tay ai to nè, tay ai nhỏ nè. Rồi, nó bắn mình ở đâu ấy nhỉ? Nào, lộ diện đi. Xuất hiện đi. Boom. Này, hết game này. End game. À thôi xong, như vậy là không end game được rồi. Bắn đâu ta? Bạn ơi, hay là ăn quả bom thì mất máu rồi, đang ngồi bơm lên. À đây rồi, nhìn đây rồi. Vừa trèo lên núi nhá. À, thanh niên lại thích trèo leo à. Trèo lên đây. Đâu rồi? Được rồi. Uống nước vào đã, lấy cái hiệu ứng chạy nhanh lướt cho bạn ấy phát khiếp luôn. Để hai cái nút. À, nhiều anh em có bảo là tại sao mình lại chập hai cái nút nó hơi dính vào nhau kia để dễ thao tác, nhưng mà chập kiểu này có khi cái đẹp trả lụa đang ngồi thuyết minh. Có khi để cái này thì nhiều lúc sẽ ấn nhầm nhá. Kiểu nghiêng phải nhiều lúc nghiêng trái hoặc là ngược lại. Nhưng để cái này nó thao tác dễ rất là nhiều. Bực mình nhá, bực bội. À đủ. Đủ má con cá, thanh niên này bắn hay quá. Nào. Mày ra đây. Mày ra đây. À. Ông ăn chả thì bà ăn lem thôi. Nào ra đây. Đây chẳng có chết không? Come on. Tôi xong. Bắn thế mà mít đầu á. Tôi xong. Thanh niên này cũng ghê đấy. Chắc chắn là có nước anh em ạ. Di chuyển nó mới nhanh như vậy. Úi giời ơi. Viêm đầu thống. Pha đấy là pha chắc chắn là trúng một viên vào đầu rồi. Đá quả bom ra đây này. Dụ. Ô, đẩy lên à. Ô, game lại là dễ này. Trời ơi, quá dễ luôn anh em ạ. Nghĩ gì? Trời ơi, sinh nhật. Ok, và như vậy là mình đã hoàn thành cho anh em một trận đấu top 1 rồi. Ô, cái gì ở dưới chân này?
nghiêng người mà không bật tâm ngắm là các bạn cứ bảo là nghiêng người mà không bật tâm ngắm kiểu gì đó, các bạn ấn nghiêng xong các bạn ấn nhanh cái nút tắt tâm ngắm đi là được nhá. Ok, nó cho mình pháo hoa. Ui, nóng thế. Bắn đây, bắn đây. Pháo hoa, chúc mừng. Ui, 50 viên pháo hoa luôn. Ui dồi, nổ kìa. Phê lòi. Đây cũng có nữa này. Bắn luôn. Trời ơi. Này đấy anh em ạ. Như vậy là bắn tờ quát nó cho 4 khẩu súng phun đạn như thế này để anh em gọi là ăn mừng. Hết đạn rồi. Đây còn đạn này. Đó. Ui. 200 viên đạn pháo hoa để anh em ăn mừng luôn. Quá đẹp. Ok, và có lẽ mình sẽ dừng cái video clip này tại đây thôi. Và nếu anh em ủng hộ mình, hãy đừng quên để lại cho mình một like và chia sẻ video clip này nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích. Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo thôi. Cá nhân mình thì mình thấy là mình không thích sự thay đổi của khẩu súng G36C ở phiên bản hiện tại.